bao nhiêu tiền thì mình bắt đầu kinh doanh được ở trên TikTok Shop bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền ở trên TikTok Shop với số vốn là không đồng nhưng nếu bạn muốn kinh doanh á, bắt buộc bạn phải có một cái nguồn vốn và có sự chuẩn bị cái sự chuẩn bị ở đây thì tạm thời nho chưa nói đến nhưng cái nguồn vốn thì các bạn sẽ cần phải có bao nhiêu có nhiều bạn hỏi nho là 5 triệu được không 10 triệu được không 20 triệu được không có bạn thì 100 triệu hai triệu cái này nho hay tính theo cái phương pháp qua là dựa trên cái mục tiêu tài chính và cái chi phí cũng như là cái nguồn lực mà mình đổ ra chi phí thì sẽ bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi cố định tức là mình trả làm cái gì mình trả bán là một đơn nào một tháng thì cũng mất bằng đấy ví dụ như là tiền thuê nhà chi phí biến đổi thì bao gồm những cái thứ mà càng bán được nhiều hàng các bạn càng mất nhiều ví dụ như là nhân viên này hộp này băng keo này giấy này chống sốc này kiểu kiểu vậy ví dụ như là nho muốn có một cái lợi nhuận gộp đâu đó khoảng tầm 10 triệu một tháng lợi nhuận gộp tức là lợi nhuận mà mình mới trừ đi cái giá gốc ạ thì mình sẽ cần phải có bao nhiêu vốn thông thường thì bên tiktok họ sẽ giữ tiền của mình trong vòng là 20 ngày 15 đến 20 ngày nho cứ tính là 20 ngày à, ví dụ như là tiền cốt của mình ấy, đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng tầm 70 thế thì mình sẽ một ngày ấy, thì là mình sẽ cần có một cái doanh thu đâu đó khoảng tầm 1 triệu đúng không? Tại một tháng là 30 triệu mà, đúng không? một triệu thì tiền cốt của nó đã rơi vào khoảng 700 nghìn thì mình chỉ cần lấy 7 nhân với 20 thôi, tức là mình cần có 14 triệu cái tiền nhập hàng. Ngoài ra thì mình sẽ cần có mình phải tính toán được cái tốc độ mình nhập hàng như thế nào như là nho thì ngày hàng ngày nào cũng đi hàng ngày nào cũng về thì nó sẽ không bị tồn kho và cái việc đấy thì nếu mà tính thẳng ra như vậy thì nó đâu đó khoảng tầm 14 triệu để mình nhập hàng Ngoài ra thì mình sẽ cần có một số các cái số tiền để chuẩn bị cho những cái chi phí cũng như là chi phí cố định hoặc là chi phí biến đổi hoặc là một số bạn mà phải chạy quảng cáo thì mình sẽ có thêm chi phí quảng cáo. Thì đấy là cái số tiền mà các bạn cần phải chuẩn bị nếu các bạn muốn có một cái uh, thu nhập đâu đó khoảng tầm 10 triệu thì các bạn cứ nhân lên thôi. Ví dụ như các bạn muốn có thu nhập là 100 triệu một tháng hay là bao nhiêu đấy, thì các bạn nhân lên.